Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Ô đa cần hết nạn dành tế nét tế cà u su cà ra nam mạng dành tế tề chạc năng. Ô đa cần hết nạn dành tế nét tế cà u su cà ra nam mạng dành tế tề chạc năng. Ô đa cần hết nạn dành tế nét tị cà u su cà ra nam mạng dành tị tề chạ năng. Bây giờ câu 3 câu 4. Đà rùng nam mạng dành tị tắc chạ cà. Đà rùng nam mạng dành tị tắc chạ cà. Đà rùng nam mạ dành tị tát chát ca. Rồi câu cuối cùng ha. Áp tà nàng nam mạ dành tị sức ba tà. Áp tà nàng nam mạ dành tị sức ba tà. Áp ta năng đam mạ dành tị sấp ba ta. Ôn lại câu 3 câu 4. Đào rùm nam mạ dành tị ta cha ca. A ta năng đam mạ dành tị sấp ba ta. Đào rùm nam mạ dành tị ta cha ca. A tà năng đam ma dành tí sức bá tà. Đà rùng nam ma dành tí tát chắc cà. Át tà năng đam ma dành tí sức bá tà. À, bây giờ ôn lại từ trên xuống dưới. Ô đa cần thiên á dành tí nết tika usuka ra nam mạ dành tị tề cha nàng đà rùng nam mạ dành tị tát cha ca ta nàng nam mạ dành tị súc ba ta u đa cần thiên na dành tị nết tika usuka ra nam mạ dành tị tề cha nàng đà rùng nam mạ dành tị tát cha ca tạ năng nam mạ dành tị xuất ba ta. Còn một cách đọc nữa tương đối dễ hơn ha. Ô đa cần hít na dành tị nết tị ca u su ca ra nam mạ dành tị tề cha năng. Đà rùng nam mạ dành tị ta cha ca ta năng nam mạ dành tị sấp ba ta. Cách đọc này dễ hơn cách đọc hồi nãy ha. Ô đa cần hi na dành tị nết tị ca u su ca ra nam mạ dành tị tề cha năng. Đà rùng nam mạ dành tị tát cha càng áp tạ năng đà mạ dành tị súc bát tam. Cái đọc vừa rồi từ nó dễ ha, chúng ta đọc lần hai câu rồi bây giờ qua cái lô trẻ thì à, cái giọng kệ của chúng ta cũng cố gắng đọc một lần hai câu ha. Ủa đa canh hi na yanti neti kaha ngu sukara namayanti ten chanang darung nama yanti tachaka ngantanang da mayanti supatan udakan hi
Người trì thủy dẫn được, kẻ làm tên, nắng tên, người thợ mộc uống vang, bất tự điều, điều thân. Rồi bây giờ mời Chiếc Máy Ta, Chiếc Kem ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và cảm ơn cô Như Quang, cô Kim cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh của con rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô, cô nữ. Dạ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ. Con xin đọc câu pháp cú 145. U đa càng hi na dần ti na ti ca u su ca ra na ma dần ti tề cha năng đà rung na ma dần ti tát cha ca a ta năng đà ma dần ti su ba ta. Và con xin phân tích. Ố đá là hai đoạn âm, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hí ná là hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, nét trường âm nhấn, tí đoạn âm, ca trường âm thông thường, ú xú hai đoạn âm, ca ra hai trường âm thông thường, ná má hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U đa cằn hi na dần tí nét tí ca u su ca ra na ma dần tí tê cha năng. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Đa trường âm thông thường, rung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná má hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, tách trường âm nhấn, chá đoạn âm, ca trường âm thông thường, áp trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá má hai trường âm thông, hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, sấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ta trường âm thông thường. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Đà rung na ma danh tí tách cha ca a ta năng đá ma danh tí sấp bá ta. Và con đọc lại từ đầu. U đa cằn hi na danh tí nét tí ca u su ca ra na ma dành tí tê cha năng đà rung na ma dành tí tách cha ca a ta năng đà ma dành tí sup ba ta u đa cằn hi na dành tí nét tí ca u su ca ra na ma dành tí tê cha năng đà rung na ma dành tí tách cha ca a ta năng đa ma dành tí sup ba ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uốn ván, bậc tự điều điều thân,
Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. U đa căng hi na danh ti net ti ca ô so ca ra na ma danh ti te cha năng đa rung na ma danh ti tắc cha ca at ta năng đa ma danh ti sập ba ta. Dạ con đã đọc xong và kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị có nghe âm thanh tôi rõ không quý vị? Dạ, cảm ơn cô Như Quang với lại cô Mr. cho tín hiệu rõ. Dạ, con xin bắt đầu trả bài Kinh Pháp Cú 145. Udakam hina yam tinetika usuka ra nama yam tite chanang ra gum nama yam titak chaka akta nang dama yam tisubata. Udakam hina yam tinetika usuka ra nama yam tite chanang ra gum nama yam titak chaka akta nang dama yam tisubata. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Ú đá hai đoạn âm, khanh trường âm nhắn, hí ná hai đoạn âm, danh trường âm nhắn, tí đoạn âm, nét trường âm nhắn, tí đoạn âm, kha trường âm thông thường. Câu số 2. Ú số hai đoạn âm, kha ra hai trường âm thông thường, ná má hai đoạn âm, danh trường âm nhắn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm động nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. U da khan hi na yam ti net ti kha u su kha ra na ma yam ti te cha nang da gum na ma yam ti tat cha kha ak ta nang da ma yam ti sup ba ta. Phân tích câu số 3. Da trường âm thông thường, gung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná má hai đoạn âm, danh trường âm nhắn, tí đoạn âm, tách trường âm nhắn, chá đoạn âm, kha trường âm thông thường. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng. Ách trường âm nhắn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá má hai đoạn âm, danh trường âm nhắn, tí đoạn âm, xúc trường âm nhắn, bá đoạn âm, ta trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Đà gùm na ma dằn ti tắc cha kha ách tà nằng đà ma dằn ti xúc ba tà u đà khành hi na dằn ti nát ti kha u su kha ra na ma dằn ti tề cha nằng đà gùm na ma dằn ti tắc cha kha ách tà nằng đà ma dằn ti xúc ba tà u đa khan hi na yam ti na ti kha u su kha ra na ma yam ti te cha ma yam ti tắc cha kha ak ta nang đa ma yam ti sup ba ta u đa khan hi na yam ti na ti kha u su kha ra na ma yam ti te cha nang đa gum na ma yam ti tắc cha kha ak ca nàng đa ma dâm ti súc ba ta u đa khâm hi ma dâm ti net ti kha u su kha ra na ma dâm ti te cha nàng đa rum na ma dâm ti tắc cha cha ác ta nàng ác ta nàng đa ma dâm ti súc ba ta u đa khâm hi ma dâm ti net ti kha u su kha ra nama yam ti te cha nang da rum nama yam ti tak cha cha ak ta nang da nama yam ti sup ta ta
Người trụy thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, đập tự điều điều thân. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đọc bài kinh Pháp Cú 145 này, nếu có gì sai xin các sư, các cô, tu nữ và quý Phật tử xin chỉ dạy. Con xin trả máy và cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Con xin mời quý vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 145 ngày hôm nay ạ. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Udakang hina jantinetika usukara nama jantite chanang darung nama jantitachaka at ta năng đa ma dành ti súp pa ta u đa cần hi na dành ti net ti ca u su ca ra na ma dành ti tề cha năng đa rung na ma dành ti tát cha ca át ta năng đa ma dành ti súp pa ta. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. U đa cần hi na dành ti net ti ca u su ca ra na ma dành ti tề cha năng. Ú, đá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, hí, ná là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nét là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ú, xú là hai đoạn âm, ca, ra là hai trường âm thông thường, ná, má là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U đắc căng hi na dành ti net ti ca u su ca ra nama dành ti tê cha năng. Và câu số 3 và câu số 4. Đà rùng nama dành ti tách cha ca ách ta năng đa ma dành ti súp ba ta. Đa là trường âm thông thường, rung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná, má là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá, má là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, súp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Đà rùng nama dành ti tách cha ca át ta năng đa ma dành ti súp ba ta. Dạ, con xin đọc lại ạ. Udakang hina janti netika usukara nama janti te chanang darung nama janti tachaka attanang dama janti supata. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Udakang hi nama yanti netika usukara nama yanti techanang darum nama yanti tachaka antanang dahama yanti subata. Udakang hi na yanti netika usukara nama yanti te chanang darum nama yanti tachaka antanang dahama yanti subata.
Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ con xin kính mời Siết Hà. Dạ Nam Mô Bích Thề, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sanh Thà. Dạ con kính đánh lễ Ngài Trí Đức, Chư Công Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng và con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ con xin trả bài câu pháp cú 145. Uda kan hi na yan ti netika usukara nama yan ti te cha nan da rung nama yan ti tat cha ka atta atta nan dama wa yan ti su batta. Dạ con xin đọc lại. Udakan hinayanti netika usukara namayanti te chanan darung namayanti tachaka attanan damayanti su tata. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm nên tên nắng tên, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điểu điều thân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích. Ú đá hai đoạn âm căn trường âm đọc thì giọng nguyên âm, hí ná hai đoạn âm do trường âm nhấn, tí đoạn âm nét trường âm nhấn, tí đoạn âm ca trường âm thông thường. Uda cần hi na dàn ti nát ti cà ú xú hai đoạn âm ca ra hai trường âm thông thường, ná đoạn ná má hai đoạn âm dàn trường âm nhấn, tí đoạn âm tê trường âm thông thường, chá đoạn năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U su cà ra ná má dàn tí uda cần hi na dàn ti nát tika usuka ra nama yam ti te cha nan đa trường âm thông thường, đa trường âm thông thường ưu trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ưu trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná má hai đoạn âm gian trường âm nhấn, tí đoạn âm tách trường âm nhấn, trá đoạn âm ca trường âm thông thường, đa vùng nama dàn tí tắc cha cà ác trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đập thì giọng nguyên âm, đá má hai đoạn âm gian trường âm nhấn, tí đoạn âm xuất trường âm nhấn, bá đoạn âm ta trường âm thông thường, ác tà nằng đá má dàn tí xuất ba đà ba tà đa rung nam yam tí tát cha ca át ta năng đa ma yam tí sup ba tà. Con xin đọc lại. U đa cần hi na yam tí nát tí ca u su ca. Con xin nói con đọc lại. U đa cần hi na yam tí nát tika usuka ra nama yan ti te cha nan da rum nama yan ti tat cha ka atta nan dama yan ti supata uda kan hi na yan ti nat tika usuka ra nama yan ti te cha nan da rum nama yan ti tat cha ka atta ta nằng đa ma dàn ti sức ba tà. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm bên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bực tự điểu điều thân. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong. Dạ con có sai xin ngài đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin cảm ơn và chân kế tiếp.
bảo giờ con kính lãnh lễ Phật, con kính lãnh lễ Pháp, con kính lãnh lễ Tăng và con kính lãnh lễ quý sư, con kính lãnh lễ quý cô tu nữ và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 45. U đa càng hi na dành ti nét ti cà u su cà ra na ma dành ti tề chắc năng đà trùng na ma dành ti tách chắc cà áp tà năng đa ma dành ti xuất ba tà. Dạ con xin phân tích của một câu hai. U đá hai đoạn âm tăng cường âm đọc theo dẫn nguyên âm. Hí ná hai đoạn âm danh trường âm nhấn tí đoạn âm, nét trường âm nhấn tí đoạn âm, ca trường âm thông thường, ú sú hai đoạn âm, ca ra hai trường âm thông thường, ná má hai đoạn âm, danh trường âm nhấn tí đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ta càng hi la dành ti nét ti cà u su cà ra na ma dành ti tề chắc năng. Dạ con phân tích câu 3, câu 4. Đa trường âm thông thường, rung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná má hai đoạn âm, danh trường âm nhấn tí đoạn âm, tách trường âm nhấn, chá đoạn âm, ca trường âm thông thường, áp đoạn âm, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đá má hai đoạn âm, danh trường âm nhấn tí đoạn âm, xuất trường âm nhấn, bá đoạn âm, ta trường âm thông thường, đà rùng na má danh tí tắc chắc cà áp tà năng đá má danh tí xuất bá ta. Đang đọc lại từ đầu. U đa càng hi na dành ti nát ti cà su u su cà đà na ma dành ti tề chắc năng đà rùng na ma dành ti tát chắc cà áp tà năng đa ma dành ti xuất ba tà. U đa càng hi na dành ti nét ti cà u su cà ra na ma dành ti tề chát nằng đà rùng na ma dành ti tách chát cà át tà nằng đa ma dành ti xuất ba tà. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống quán mật tự điều điều thân. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cho con xin kệ. U đa càng hi na dành ti na ti ca u su ca ra na ma dành ti tề cha nằng đa rung la ma dành ti tạch cha ca at ta nằng đa ma dành ti su bát ta. Ô đa càng hi na yan ti net ti ca ô su ca ra na ma yan ti tề cha nằng đa na ma yan ti tận cha ca at ta nằng đa na yan ti su ba ta. Dạ con phân tích đọc và kể xong, có chỗ nào sai con kính xin quý sư với cô tu nữ với đạo hữu sửa sai cho con. Dạ cảm ơn cô mất ta. Dạ con sai chữ áp rồi. Dạ dạ con xin sửa sai. Dạ xin cảm ơn với đạo tràng. Dạ con xin dâng mất lại cho đạo tràng, xin mời tiếp theo. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ hả? Rồi, mời Huynh Hành Pháp, câu 145, tương đối dễ. Sa thủ, sa thủ, sư Thành Kiếm, sư Mê Ta nhắc nhở và sư Thành Kiếm cũng đã tiếp thu.
Rồi, huynh hành pháp đâu rồi? Xin mời bàn tay huynh hành pháp. Xà thủ, xà thủ. Dạ, con kính chào sư trí thức, quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ. Sau này xong mắt nó nhìn không được rõ. Dạ, sau đây con xin trả bài đọc bài kinh Phật cú 145. U đắc khanh hí na danh tí nitika usukara nam nam danh tí tê chá năng đa rung nam ma danh tí tất chất ca ta năng tam ma chân tí sức bát ta u đa can hí na yam tí nhật tí ca u su ca ra na ma yam tí tê chá năng đa rung na ma chân tí tất chất ca ta năng na ma chân tí sức bát ta. Con xin phân tích là u đá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, hí ná là hai đoạn âm, dân là trường âm nhấn tí là đoạn âm, nét là trường âm nhấn tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ú sú là hai đoạn âm, ca ra là hai trường âm thông thường, ná má là hai đoạn âm, dân là trường âm nhấn tí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đa là trường âm thông thường, rung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná má là hai đoạn âm, dân là trường âm nhấn tí là đoạn âm, tắt là trường âm nhấn trái là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ắt là âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đặc trưng giọng âm, đá má là hai đoạn âm, dân là trường âm nhấn tí là đoạn âm, tức là trường âm nhấn bạc là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Sau đây con xin mặc kệ. U đa can hi na yan ti ni ti ca u su ca ra na ma yan ti ti cha nang đa rung na ma yan ti ta cha ca a ta nang ta ma yan ti su ba ta. Dạ, con xin hết ạ. Có gì sai sót mong quý đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con xin trả mít lại ạ. Mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con thành kính đảnh ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Mến chào Đạo Tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 145 ạ. U đa càng hi na dàn ti na ti ca u su ca ra na ma dàn ti tề cha năng đà rùng na ma dàn ti ta cha ca áp tà năng đa ma dàn ti su su ba ta. U đa càng hi na dàn ti na ti ca u su ca ra ma Usukara nama yam titte cha năng. Ú là ú đá là hai đoạn âm, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hí ná là hai đoạn âm, yam là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nét là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường.
Ú sú là hai đoạn âm, ca ra là hai trường âm thông thường, ná má là hai trường âm nhấn, gian là hai đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U đa cần hi na dàn tí nê tí cà u su cà ra na ma dàn tí tê chát năng. Đa câu 3 và câu 4. Đà rùng na ma dàn tí ta chá cà á tà năng đa ma dàn tí xuất ba tà. Đa là trường âm thông thường. U là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná, má là hai đoạn âm. Gian là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Tát là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Ca là trường âm thông thường. Át là trường âm nhấn. Ta là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đá là đoạn, đá má là hai đoạn âm. Gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xuất là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Đà rùng na ma dàn tí ta cha ca a ta năng đa ma dàn tí xúc ba ta. U đa cần hi na dàn tí nê. U đa cần hi na dàn tí nê tí ca u su ca ra. Nam ma dàn tí tề cha năng đà rùng nam ma dàn tí ta cha ca a tà năng đà ma dàn tí xúc ba tà. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên bắn tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điều thân. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Thì con xin kệ. U đa căn hi hi na yan ti ne ti ka u su ka ra na ma yan ti te cha nang đa rung ma đa rung na ma yan ti ta cha ka a ta nang đa ma yan ti so pa ta. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong. Có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin bài câu pháp cú 145. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã bót bài. U đa càng hi na ran ti ne ti ca u su ca ra na ma ran ti te cha năng đa rung na ma ran ti te cha ca a ta năng đa ma ran ti su ba ta. Đã có tin thân tích câu 1 và câu 2. Ú là đoạn ú đá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí ná là hai đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nết là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ú sú là hai đoạn âm, ca ra là hai trường âm thông thường, ná má là hai đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Uda kang hina ran tineti ka usuka ranana nama ran tite chanang. Câu 3 và câu 4. Đá. Đa là trường âm thông thường, dung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná má là hai đoạn âm, dân là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá má là hai đoạn âm, dân là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xúc là trường âm nhấn, ba đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Đa dùng nam ran ti tách cha ca át ta năng đa ma ran ti xúc ba ta. Con xin đọc lại toàn bài. Uda kang hina ran ti ne ti ka usuka ra nama ran ti te cha nang da rung nama ran ti tek cha ka at ta nang da ma ran ti su ba ta. Người chị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc ấn ván, bậc tự điều điều thân. Đấy là bản dịch hòa thượng Thích Minh Câu. Dạ con xin kệ. Uda kang hi na ran ti net ti ka usukara na ran ti te cha nang đa dung na ma dần ti tách cha ca at ta nang đa na ran ti sup ba ta uda kam uda kang hi na ran ti net ti ka usukara na ma ran ti te cha nang đa rung na ma ran ti tách cha ca at ta nang đa ma ran ti sup ba ta. Người chị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc ấn ván, bậc tự điều điều thân. Bản dịch hòa thượng Tinh Minh Châu. Dạ con đã đọc xong và phân tích, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con kinh cúng bích, con kính mời vị kế tiếp ạ. Xà tu chức hoàn thành. Qua giọng đọc thì chúng ta thấy chức hoàn thành sức khỏe không được tốt ha, nhưng mà đây là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Quý vị phân tích quan trọng trong vấn đề học của chúng ta là quý vị phân tích mà biết đó là trường âm đoạn âm, đó là một sự thành công. Còn cái giọng đọc của quý vị thế nào không quan trọng, nhưng mà quý vị phân tích được và biết đó là trường âm, là đoạn âm, đây là một điều rất quan trọng. Khi mà phân tích như vậy, quý vị biết được rằng cái từ này chúng ta đọc giọng dài hay là giọng ngắn, và nó là giọng dài của cái gì? Trường âm thông thường, trường âm nhấn, hay là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đó là điều quan trọng để quý vị có được một cái sự nhận định. Và khi nhìn vào đó, không phải là những câu Phật ngôn này, mà một cái bài kinh nào đó, quý vị nhìn vào đó và cảm thấy tự tin. Mình học, mình biết đây là trường âm, biết đây là đoạn âm, thì đến với đạo tràng
không phải là nghe quý vị kể hay, nghe quý vị đọc giỏi, mà quý vị phân tích được trường âm hay đoạn âm. Đó là điểm chính trong cái vấn đề học của chúng ta. Rồi, sa tu, sức quan thành, sức khỏe không được khỏe ha, sức khỏe không được tốt ha, nhưng mà cũng cố gắng. Chúng tôi rất là trân trọng, rất là cảm ơn sức quan thành trên tinh thần học hỏi. Sa tu, quý vị hôm nay thể hiện rất là tốt. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng. Nhưng mà trước khi đi vào ý nghĩa từ vựng, xin phép chúng ta đọc lại ha. Udakkang hinayan tinetika usukara namayan tite chananda rung namayan titat chaka attananda mayan tisuk baka Udakanhi na yan tinetika ngu sukara namayan tite chanang darung namayan tita chakra ngatanang damayan disupatang. Người trì thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thầm mộc uống ván, bậc tự điều thân. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Udakkang hinayan tinetika, câu đầu tiên ha. Chữ Udakkang do cái từ Udakka. Udakka là một danh từ trung tính Akran Tanapung Sakalinga. Và Udakka ở đây được chia theo đối cách số ít đối tỷ giả vị phát tí ê cao quá trình á. Cho nên Udakka biến thành Udakkang. Udakkang là nước. Udakkang là nước. Rồi hí thật sự, quả thật, đúng vậy. Chữ hí rồi nó dành tí cái động từ này, nó dành tí động từ số nhiều, có nghĩa là dẫn dắt hướng dẫn hay là thì thật sự ra nó dành tí là dẫn, hướng dẫn, bảo người khác làm theo á, dẫn dắt, đúng rồi. Nó dành tí rồi netika, đây là một danh từ nam tính do từ netika. Netika akranta pumlinga. Và netika được chia làm được đứng làm chủ từ số nhiều ha, tức là Bhatama Bahuvachana Vipatti. Cho nên netika biến thành netika, những người đào kênh, những người đào mương, những người đào kênh, những người đào mương. Rồi, tức là thật vậy, những người đào kênh dẫn nước, câu đầu tiên hả? Thật vậy, những người đào mương dẫn nước, đây là ý nghĩa câu thứ nhất hả? Rồi, câu số 2. Kinh lễ để Đức Phật Đức vừa đến với Pháp hội. Câu số 2, Usukara Namayan Tite Chanang. Usukara Namayan Tite Chanang. Chữ Usukara do cái từ Usukara.
ở đây do hai từ cộng lại u su, đây là một danh từ nam tính u ran ta pum lần ga, u su có nghĩa là mũi tên, và kara kara cũng là một danh từ nam tính akrantapum linga. Kara có nghĩa là việc làm, và những người làm những mũi tên thì usukara ở đây có ý nghĩa là những người thợ làm tên. Usukara, những người thợ làm tên. Rồi, Namajanti, đây là một động từ số nhiều. Namajanti là uống nắng. Ở trên thì chúng ta thấy dẫn dắt ha, ở dưới này cái mũi tên không thể là dẫn dắt, mà gọi là uống nắng. Uống nắng. Rồi tê chát năng do từ tê chân á. Tê chân á, đây là một danh từ trung tính akrantanapum sakalinga, và tê chân á được chia theo đối cách số ít đối trị gia quy pháp thì có quan chân á, cho nên tê chân á biến thành tê chát năng. Tê chát năng là cây tên. Ở đây chúng ta thấy u su là mũi tên và tê chát năng là cây tên. Vậy thì u su ca ra năm mới dành tê tê chát năng, những người thợ làm tên, uống nắng cây tên, những người thợ làm tên, uống nắng cây tên. Và câu số 3, đà rùng nam dành tí tắc chát ca, đà rùng nam dành tí tắc chát ca. Chữ đà rùng do từ đà rú, đà rú là một chân từ trung tính úc rành tá nam vùng sát cầu vùng ga, và đà rú được chia theo đối cách số ít đối trị giáo quyền pháp thì có quá trình á, cho nên đà rú biến thành đa rung. Đa rung có nghĩa là thanh gỗ, thanh gỗ. Rồi cái chữ Namajanti, chúng ta thấy Namajanti có nghĩa là uống nắng, uống nắng. Tachaka do từ Tachaka. Tachaka nó là một danh từ nam tính Agarantapumlinga, và Tachaka được ghi theo chủ từ số nhiều. Bathama Bahuvachana Vipatti, cho nên Tachaka biến thành Tachaka. Tachaka là những người thợ mộc. Tachaka là những người thợ mộc. Rồi câu số 3 có ý nghĩa đà rùng nam á dành thi Tachaka, những người thợ mộc tạo dáng thanh gỗ. Tạo dáng thanh gỗ, uống nắng. Thì ở đây dùng cái từ tạo dáng làm đẹp á, những người thợ mộc tạo dáng thanh gỗ. Rồi câu cuối cùng, atta năng dhamma dành phi sắp bát tà. Câu cuối cùng có ba từ atta năng do từ atta. Atta là một danh từ nam tính akrantapumlinga, và ta đây được chia theo đối cách số ít lúc thì giáo vì phát thì e có quá trình á,
Cho nên ất tá biến thành ất ta năng là bản thân. Bản thân hay là chính mình. Rồi, Dhamma Yanti. Dhamma Yanti. Dhamma Yanti, đây là một động từ số nhiều ha. Chế ngự, huấn luyện, thuần hóa. Chế ngự, huấn luyện, thuần hóa. Động từ Dhamma. Rồi, chữ cuối cùng chụp ba tà. Chụp ba tà. Chụp ba tà do từ chụp ba tà. Và ở đây chữ quá tá nó là một danh từ trung tính akron tên là bùng sắc linh ga, và tiếp là ngữ số ở phía trước có nghĩa là khéo léo tốt đẹp. Chữ quá tá có nghĩa là sự hành trì hay là nghi thức. Vậy thì sapata ở đây đứng làm chủ từ số nhiều bhatama bahu vachana vipatti, có ý nghĩa là những vị có sự hành trì tốt đẹp. Những vị có sự hành trì tốt đẹp. Và câu cuối cùng này, Atta Nang Dhamma Yan Ti Subhata, những vị có sự hành trì tốt đẹp, chế ngự bản thân. Những vị có sự hành trì tốt đẹp, chế ngự bản thân hay là chế ngự chính mình. Câu Phật ngôn 145 cho chúng ta ý nghĩa. Đúng vậy, những người đạo kinh giảng nước, những thợ làm tên uống nắng kể tên, những người thợ mộc tạo dáng thanh gỗ, những vị có sự hành trì tốt đẹp, chế ngự chính mình. Đúng vậy, những người đạo kinh giảng nước, những người thợ làm tên uống nắng kể tên, những người thợ mộc tạo dáng thanh gỗ, và những vị có sự hành trì tốt đẹp, chế ngự bản thân. Ngài Hòa Thượng Hạnh Giới Đức đã phổ thơ luật bát thế này: đào mương dẫn nước khéo tay, mũi tên công vậy uống ngay chẳng phiền, gỗ ven thợ mộc đẽo liền, kiến tà thành chánh, trí hiền nhất. Mương dẫn nước theo thay, mũi tên công vậy uống ngay chẳng phiền, gỗ bên thợ mộc đẽo liền, kiến tài thành chánh, trí hiền nhiếp tâm. Rồi ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngu ngôn: người trị thủy dẫn nước, gã làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván thật tự điều điều thân. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván bất tự điều điều thân. Câu Phật câu 145 kết thúc cái phẩm Đành Đa Quốc Ca. Và thứ ba tới chúng ta sẽ ôn lại cái phẩm Hình Đạt này ha. Đây là cái bài cuối cùng của phẩm Hình Phạt. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục qua cái phẩm già chết ra quốc ra ha. Phẩm Hình Phạt đây là cái bài cuối cùng ha. Rồi chuẩn bị tinh thần.
giờ trong cái vấn đề từ vựng quý vị có gì thắc mắc không? Alo. Alo. Bây giờ chúng ta nghe duyên sự câu Phật ngôn 145. Duyên sự này rất là hay. Bây giờ còn khoảng gần tiếng đồng hồ. Chúng ta hãy chiêm nghiệm câu Phật ngôn 145. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đề cập đến một vị sa di tên là Sukha. Rồi, chữ Sukha viết làm sao đây? Alo. Câu Phật ngôn 145. Khi mà đề cập đến câu Phật ngôn này thì chúng ta phải biết cái nhân vật ở trong cái câu Phật này tên là gì? Sukha. Đúng rồi, Sukha. Sa-tu. Quý vị học ha. Quý vị nghe, đọc, viết đúng tên. Đó là một điều thành công nha. Thành công có nghĩa là khi mà chúng ta nghe, biết đó là đoạn âm, biết đó là trường âm, viết ra chính xác, đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng hạnh phúc. Mà chính vì sa di này, cái tên Sukha cũng là hạnh phúc. Rồi, khi xưa có một chàng thanh niên tên là Ganh Tha. Vậy thì chàng thanh niên Ganh Tha này biết làm sao đây? Biết sao đúng với tên anh chàng Ganh Tha? Alo. Rồi, ngủ hết trơn rồi ta. Chữ Ganh Tha viết làm sao đây? Ấy, hay quá, Nguyên Giang Nhật Hà. Rồi, cái rồi Sĩ Quang Thanh cũng viết đúng luôn. Chậu vụ nghe viết là đúng, được rồi. Anh chàng thanh niên Ganh Tha, anh này là con của một ông bá hộ ở trong thành Varanasi. Khi mà thân phụ thất lập, thất lập ở đây có nghĩa là đoàn tụ với ông bà, hay là nhắm mắt xuôi tay ha, gọi là thất lập. Thì khi mà cha qua đời thì Đức Vua mới triệu anh chàng Ganh Tha này về trong triều, an ủi, vỗ về, rồi long trọng phong cho anh chàng cái chức bá hộ, ghê không? Bá hộ. Sĩ Quan Thanh chữ Ganh Tha, Ganh Tha là chữ DH chứ không phải là chữ TH hả? Rồi, khi mà phong với chức bá hộ thì người ta từ đó về sau gọi anh chàng là Bá Hộ Ganh Tha chứ không phải là gọi anh chàng Công Tử Ganh Tha nữa ha. Một hôm, người quản gia của ông bá hộ dẫn bá hộ đi mở các cửa kho và trình với ông chủ rằng: thưa ông chủ, tức là ông chủ Ganh Tha, đây là tài sản, đây là cái phần mà thân phụ của ông, đây là phần của tổ phụ của ông, tức là tài sản của tổ phụ, của thân phụ để lại. Thì bá hộ Ganh Tha nhìn thấy tài sản khí xù, nhiều quá, từ cái phần mà tổ phụ đến mà thân phụ của mình, quá trời quá đất, thấy nhiều quá. Mới hỏi người quản gia: tại sao các cụ không mang cái tài sản này đi mà để lại đây làm cái gì? Thưa ông chủ, chẳng có ai mang tài sản đi bao giờ cả. Khi mà ra đi thì chúng sanh chỉ mang theo mình những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện của mình mà thôi, chứ tài sản không mang theo được. Bá hộ Ganh Tha mới suy nghĩ: ông bà tổ tiên của chúng ta khờ dại, tôm góp tài sản rồi bỏ lại hết mà ra đi tay không. Bây giờ đến phiên ta sẽ mang hết tài sản này đi. Có nghĩa là
ý nghĩ của Bá Hộ Canh Tha là tính thế này: ta sẽ tiêu xài cho hết cái tài sản này rồi mới ra đi. Thay vì có dự định ta sẽ bố thí cho kẻ nghèo khổ, hoặc là ta sẽ cúng dường những các bậc đáng cúng dường, thì ông ta lại xuất ra 100.000 đồng tiền vàng, khiến người cất một cái nhà tắm bằng thủy tinh. Rồi ông bỏ ra 100.000 đồng để cất cái nhà tắm, rồi xuất ra 100.000 đồng để lốt cái nền nhà bằng thủy tinh, xuất ra 100.000 đồng đặt một cái ghế dài, một cái trường kỷ cũng bằng thủy tinh, rồi 100.000 đồng để làm cái rạp ngay tại chỗ ông ta ngồi ăn cơm, xuất ra 100.000 đồng để làm cái mâm bưng đồ ăn cho ông, rồi cánh cửa sổ đặc biệt gắn ở trong nhà cũng đáng giá là 100.000 đồng. Wow, giàu quá ha. Ông đưa cho đầu bếp 1.000 đồng để lo bữa ăn sáng, bữa ăn chiều cũng đáng giá 1.000 đồng. Rồi riêng vào cái ngày rằm, ông đưa cho đầu bếp 100.000 đồng để lo bữa ăn bữa trưa cho ông. Rồi đến ngày ông ăn ngọ, ông xuất ra cũng 100.000 đồng để trang hoàng cái thành phố và cho người đi khắp nơi đến trống truyền đạo. Nghe đây, nghe đây, ngày hôm nay là ngày rằm, bà con hãy đến mục kích sự sang trọng một bữa ăn của ông Bá Hộ Canh Tha. Ồ, đại chúng mang theo giường lớn, giường nhỏ, ghế cao, ghế thấp, rồi tụ hội rất là đông. Ông Bá Hộ đi vào phòng tắm trị giá 100.000 đồng, ngồi trên cái nhà tắm cũng trị giá 100.000 đồng, tắm gội bằng 16 cái vòi nước thơm, xong rồi cho mở cái cánh cửa sổ đặc biệt ra, lên ngồi trên ghế trường kỷ. Trong lúc ấy thì ngoài cái bát cơm để trên cái mâm bưng ra cho bưng đồ ăn, thì người hầu bàn còn gắn thêm cho bữa ăn đáng giá 100.000 đồng. Khi ông đang dùng bữa cơm ấy, thì có cả một đoàn ca vũ vây quanh múa hát giúp vui cho bữa ăn sang trọng càng thêm tưng bừng rộn rệp. Alo. Một thời gian sau, có một người dân quê ở vùng quê đi đến thành phố và muốn có tiền tiêu xài nên mang lên những cái lâm sản, nhất là củi khô chất đầy một cỗ xe bò, rồi đánh xe ra ngoài thành phố đến đậu ở một nhà người bạn. Hôm đó trúng ngày rằm, người đi cổ động khắp thành phố truyền rao: bà con ơi, bà con ơi, hãy đi xem cái cảnh ngoạn mục của Bá Hộ Canh Tha ăn cơm. Khi nghe như vậy thì người bạn mới hỏi người dân quê: này anh có từng thấy cái cảnh ăn uống ngoạn mục của ông hay chưa? Ồ, chưa bao giờ thấy. Vậy thì hãy đi theo tôi, chúng ta cùng đi với anh đánh trống cổ động này, đến xem cái sự nghiệp lớn lao của Bá Hộ Canh Tha cho biết. Và thế rồi người dân trong thành phố dẫn anh chàng hái lúa đó đi theo. Khi đến nơi, hai người thấy đại chúng đã leo lên trên cả những cái giường lớn, giường nhỏ, treo lên cây để mà nhìn cái bữa ăn sang trọng của Bá Hộ Canh Tha. Khi mà ngửi được cái mùi thơm của cơm, đồ ăn bay vào mũi, thì người dân quê bảo bạn rằng: chà, tôi thấy thèm quá những cục cơm trong cái bát ăn ấy quá chừng đi. Anh ơi,
đừng có ước mơ như vậy, không bao giờ có thể ăn được một bữa ăn như vậy đâu mà hồng. Anh ơi, nếu mà không được ăn, chắc là tôi sẽ không sống nổi. À, người dân quê nói như vậy. Rồi, không thể can gián người bạn mình được. Người bạn ở thành phố mới len lỏi đi sát vào bên trong mà la to lên như thế này, mà không phải la một lần, la tới ba lần luôn. Thưa ông chủ, tôi xin lễ bái ông chủ. À, khi mà nói tới lần thứ ba như vậy thì bà Hồ Cân Thá mới hỏi, ai đó? Dạ thưa ông chủ, tôi nè. Có chuyện gì vậy? Dạ, có một người bạn tôi ở thôn quê lên đây, khi nghe thấy ông chủ ngồi ăn thì ông ta phát sinh cái tâm thèm khát cái miếng cơm trong bát của ông chủ. Khi ông chủ vui lòng bố thí cho người ta một miếng đi. Ồ, không được đâu. Người dân ở thành, người bạn ở thành phố mới hỏi bạn rằng, đó, nghe rõ chưa ông? Người bạn ở thôn quê mới nói là, anh ơi, tôi nghe chứ, nhưng mà nếu mà được ăn thì tôi sẽ sống, còn nếu không được ăn chắc là tôi chết quá đi. Người dân ở, người bạn ở thành phố mới la to lên một lần nữa. Thưa ông chủ, ông này ông nói là, bạn tôi nói là, nếu mà không được ăn cơm của ông chủ thì anh ta sẽ chết. À, thôi xin ông chủ cứu mạng anh ta đi. À, Bà Hồ Cân Thá mới nói là, này người kia, mỗi miếng cơm của ta đáng giá 100 hoặc là 200 đồng. Nếu mà ai ai cũng xin và ta cũng cho thì còn gì để mà ta ăn nữa. Thì người bạn ở thành phố mới nói là, ông chủ ơi, anh này sẽ chết nếu không được ăn cơm của ông, thì ông mở cái lòng nhân từ cứu giùm cái mạng sống của anh ta đi. À, không thể ăn cơm của ta được đâu. Nếu mà quả thật là hắn mà không sống được, nếu mà không được ăn cơm thì hắn sẽ làm công trong nhà ta 3 năm. Ta sẽ đãi cho hắn một bữa cơm như thế này. Mà khi được nghe nói như vậy, qua cái miệng của Bà Hồ Cân Thá thì anh chàng dân quê kia chấp nhận ngay và nói với người bạn của mình ở thành phố. Nói đây, như vậy là quá tốt rồi, tốt quá rồi. Rồi anh ta về nhà từ biệt vợ con, đến xin ở với ông Bà Hồ Cân Thá để làm công không như vậy 3 năm để được ăn bữa cơm. Đây vấn đề hi hữu ha. Trong khi mà đi ở đợ, anh ta làm tất cả mọi việc rất là đàng hoàng tử tế, không có một chỗ nào sai sót. Dù ở nhà hay là đi rừng, vào ban ngày hay ban đêm, mọi công việc của anh ta cần phải làm thì anh đều làm rất chu đáo. Cho nên khắp cả thành phố ai cũng biết anh ta làm công không như vậy để đổi lấy một bữa ăn. Cho nên đặt anh ta tên là Phát Tá Phá Địa Ca, có nghĩa là làm công không. Rồi khi số ngày làm công của anh ta đã đủ, người cai quản là đó lo việc sắp đặt bữa ăn khéo léo cho Bà Hộ, mới thưa ông Bà Hộ rằng, thưa ông chủ, hôm nay là đủ số ngày 3 năm làm công khó nhọc của anh chàng Phát Tịch Cá. Anh ta không hề phạm một cái lỗi gì, dù đó là một công việc nhỏ hay là lớn. Thì ông Bà Hộ Cân Thá này mới bảo người quản gia xuất ra 3.000 đồng, 2.000 đồng để lo bữa ăn trưa và bữa ăn chiều cho mình, còn 1.000 để lo bữa ăn trưa cho người làm công. Rồi anh ta dặn,
hôm nay tất cả mọi người trong nhà trừ cái nàng Chinh Tâm Mạnh Ni là người vợ yêu quý của ông ta, thì tất cả phải lo phục vụ hầu hạ anh ấy cũng giống như phục vụ ta. Rồi ông Ba Hộ giao hết tài sản của ông cho Phát-ti-ca được quyền hưởng thụ trong một ngày đó. Rồi anh ta vào phòng tắm của ông Ba Hộ, ngồi trên nền nhà tắm sang trọng của ông Ba Hộ, rồi lấy sử dụng nước thơm, rồi cho người đi cổ động của ông Ba Hộ đi khắp thành phố loan tin rằng anh Phát-ti-ca đã làm cống không 3 năm ở trong nhà Ba Hộ Ganh Tha, nay được hưởng một bữa cơm đắt giá. Bà con hãy đến xem anh ta thọ hưởng bữa cơm sang trọng của ông Ba Hộ. Và thế là bà con xung quanh đại chúng đua nhau đem giường nhỏ, giường lớn, ghế cao, ghế thấp đến kê để đứng lên xem cho mãn nhãn. Anh chàng nhà quê nhìn đến đâu cũng thấy cái sự xôn xao náo nhiệt. Rồi các phụ nữ thì vây quanh mình anh ta, những người hậu bàn thì đã dọn lên cái mâm cơm trước mặt của anh ta và đứng chờ lệnh. Lúc anh ta rửa tay thì ở trên núi Ganh Tháp Ma Đình á có một vị Phật độc giác vừa xuất thiền. Sau 7 ngày nhập đại định thì ngài quán xét rằng hôm nay ta đi khất thực ở đâu, và Đức Phật độc giác đã nhìn thấy anh chàng Phát-ti-ca. Rồi ngài quán thêm và biết rằng anh này đã làm công không 3 năm mới được bữa cơm hôm nay, nhưng mà anh ta có đức tin hay không? Biết là anh ta có đức tin, nhưng mà cũng có một số người tuy có đức tin mà không thể hộ độ, không thể làm được. Và thử hỏi anh này có thể hộ độ cho ta được không? Sau khi quan sát kỹ, Đức Phật độc giác thấy rằng anh này có thể hộ độ cho ta, và hơn nữa nhờ sự hộ độ này anh ta được quả phước lớn. Thế là ngài Đắp Y Mang Bát bay xuống rẽ đông đông đến đứng trước mặt của Phát-ti-ca để cho anh ta thấy được. Rồi anh chàng nghèo làm công 3 năm được bữa cơm này, khi thấy Đức Phật độc giác mới nghĩ thầm: ô, vì kiếp trước ta không có bố thí nên kiếp này phải làm công không 3 năm ở nhà của người để được một bát cơm ngon, mà bữa cơm này chỉ hộ trì cho ta trong một ngày một đêm mà thôi. Nếu mà ta đem nó cúng dường đến cái vị trưởng lão này thì ắt nó sẽ hộ trì ta trong vô số 10 triệu kiếp kiếp luôn. Thế thì ta sẽ dâng cúng nó đi ngài. Thế là bữa cơm mà anh ta đã bỏ công không ra trong 3 năm mới có được, từ trong cái bát anh chưa đặt vào miệng một miếng cơm, nhưng mà anh ta đã đánh tan được ái dục, tự mình bưng cái bát đó đến gần Đức Phật độc giác, trao bát qua tay một người khác, gieo năm bát xuống đảnh lễ, rồi tay trái cầm bát cơm, tay phải xúc cơm để vào bát dâng lên Đức Phật. Ngài đã lấy tay đậy lên cái bát của ngài khi bát cơm của thí chủ chỉ còn lại có phần nữa. Khi đó thì anh ta mới bạch với ngài: bạch ngài, một khẩu phần không thể chia ra làm hai, xin ngài chớ phụ lòng con, xin ngài hãy tế độ con cả kiếp này và những kiếp về sau. Con xin cúng dường ngài trọn phần ăn chứ không để dư sót lại đâu. Một người làm việc bố thí dù ít nhưng mà rất là lớn, do đó thí chủ làm
đúng theo lẽ này, dân cúng tất cả. Rồi đánh lễ một lần nữa và nói: Bạch Ngài, vì một bát cơm này mà con đã ở làm công không nơi nhà này đến 3 năm, khổ vô cùng. Bây giờ xin cho con dầu tái sanh ở cảnh giới nào cũng hằng được sự an vui và sẽ đắc những cái gì mà Ngài đã chứng đắc. Đức Phật độc giác phúc chúc, mong cho con được mãn nguyện như Ngọc Mani, có thể làm cho tất cả sự ước muốn của con đều được thành tựu, hoặc là các tư duy của con sẽ tròn đủ giống như trăng rồng. Và dứt lời, Đức Phật nguyện rằng đại chúng này hãy đứng ở đây, hãy thấy ta trở về cái núi Ganthamadana. Rồi Ngài bãi lên hư không trở về núi, và đại chúng quá thật ai cũng đứng thấy Đức Phật cả. Ngài về núi và đem cái bát cơm của Ngài ra chia làm 500 phần, dâng đến 500 vị độc giả. Tất cả chư Phật đều thọ dụng một cách đầy đủ. Ở đây chúng ta không nên nghĩ rằng một bát cơm quá ít thì làm sao chia cho đủ. Quả thật Đức Phật nói vậy, có 4 điều bất khả tư nghị mà cảnh giới của Phật độc giác là một trong 4 cảnh giới đó. Đại chúng thấy một bát cơm mà chia sớt đến chư Phật độc giác như thế thì hoan hô cả ngàn lần, quán rền như sấm nổ: lành thay, xà thủ, ông Ba Hồ Ganh Thá nghe tiếng hoan hô thì nghĩ tầm: ồ, cái anh chàng làm công này chịu không nổi sự sang trọng của ta ban cho nên vụng về lúng túng đến nỗi bị dân chúng la ó chế nhạo, chế nhạo. Ông sai người nhà ra xem để có cái chuyện gì. Họ đi rồi và xong vào thưa lại cho ông biết rõ cái sự mà đáng gọi là vinh hạnh vô cùng. Và nghe xong câu chuyện thì ông Ba Hồ Ganh Thá phát sanh 5 thứ vị lạc tràn trề khắp châu thân, buộc miệng kêu lên: ôi, một việc làm của anh này thật là quá khó, thật là hi hữu, thật là vi diệu. Nghĩ lại như ta bấy lâu nay, với sự sản kinh dinh to lớn như vậy mà ta không thể bố thí một chút gì hết. Rồi Ba Hồ Ganh Thá cho gọi anh chàng làm công vào và hỏi rằng: nghe nói anh đã làm như thế có thật hay không? Dạ thưa vâng, đúng là như vậy ông chủ. Khi nghe như vậy thì ông Ba Hồ mới nói: này anh, hãy cầm lấy 1.000 đồng tiền bạc này rồi chia phước cúng dường của anh đến cho ta. Anh chàng làm công làm theo lời ông chủ. Rồi sau đó ông Ba Hồ lại đem tất cả tài sản của chính mình chia ra làm hai, rồi cho anh ta một phần. Anh nhà quê này đã có được một đối tượng hoàn mãn để cúng dường, đó là một vị Phật độc giác. Anh đã làm công không để trong 3 năm để được bữa cơm, là có vật dụng hoàn mãn phát sanh hợp lễ đạo. Anh là có tác ý trong sạch trọn cả 3 cái thời kỳ, đó là tác ý hoàn mãn. Và Đức Phật độc giác vừa xuất đại định thọ bát cơm của anh ta, tức là ân đức đặc thù hoàn mãn do ai lực của 4 pháp hoàn mãn hợp chung, anh dân quê này được phước báo trổ, tức là quả báo nhãn tiền trong hiện kiếp, cho nên mới được Ba Hồ chia cho phân nửa gia tài. Rồi một thời gian sau, Đức Vua biết được cái sự việc hy hữu này của anh nhà quê, cũng triệu anh ta vào chùa bán cho anh ta 1.000 đồng tiền vàng và xin phước của anh. Đức Vua cũng rất hoan hỷ đẹp ý, ban cho anh ta rất nhiều của cải, lại còn phong cho anh ta cái chức là Bá Hộ. Thế là anh ta trở thành Bá Hộ Pháp Tá Pháp Tị Ca. Bá Hộ này kết bạn với ông Bá Hộ Ganh Thá,
hai người ở chung, ăn uống đi đứng lúc nào cũng kè kè với nhau. Rồi khi mạnh chung, bao hồ Phát-tích-á sanh về thiên giới, hưởng lộc của chư thiên suốt khoảng một thời gian không có Phật. Rồi đến thời Đức Phật hiện tại, Đức Phật Gautama, ông tái sanh vào một cái gia đình đại thí chủ của trưởng lão Sariputta ở trong thành Sawatthi. Mấy ngày sau khi biết mình đậu thai, bà mẹ có ý muốn tha thiết được thỉnh ngài Sariputta với 500 vị tỳ kheo đến cúng dường Phật thực. Còn bà thì mặc y vàng, bưng cái ly cũng bằng vàng, ngồi sau chư tăng và thọ vật dụng tàn thực của chư tăng. Bà đã thực hiện ý muốn đó và bình ôm ngán của bà đã hết. Bà tiếp tục làm phước như thế trong những ngày tháng cho đến khi sinh con. Đến ngày đặt tên của hài tử thì bà yêu cầu trưởng lão Sariputta bạch ngài, xin ngài hãy truyền giới cho con của con. Trưởng lão mới hỏi, hài tử tên gì? Bạch ngài, từ khi con của con đầu thai vào trong lòng thì trong nhà này chưa hề có điều gì khốn khổ, do đó con muốn đặt tên của hài nhi là đồng tử Sukha Kumara, tức là đồng tử hạnh phúc Sukha. Khi nghe như vậy thì ngài Sariputta chấp nhận đặt cái tên ấy cho hài tử và truyền giới cho nó. Từ đó bà mẹ phát tâm tự nguyện rằng, ta sẽ không bao giờ làm sai ý muốn của con trai ta. Và trong các ngày lễ, chẳng hạn như là lễ sổ lỗ tai cho đứa bé, bà đều cúng thỉnh chư tăng đến nhà để làm phước. Đến khi mà cậu bé được 7 tuổi, cậu thưa với mẹ rằng, con muốn được xuất gia tu theo ngài Sariputta. Lành thay, mẹ không bao giờ làm sai ý muốn của con đâu. Rồi bà thỉnh ngài Sariputta đến nhà để bác xong bạch rằng, bạch ngài, con trai của con nó muốn xuất gia, chiều nay con sẽ mang nó đến chùa. Rồi sau khi tiễn ngài Sariputta đi rồi, bà mời các thân bằng quyến thuộc đến và nói, hôm nay tôi sẽ làm những việc cần thiết đối với con trai của tôi khi nó còn là cư sĩ. Rồi bà sửa soạn trang điểm cho cậu bé hết sức là sang trọng và dắt cậu bé đến chùa giao cho ngài Sariputta. Ngài mới hỏi thử cậu bé, này con, cái đời sống xuất gia rất là khó khăn, con liệu có thể vui thú được hay không? Bạch ngài, con sẽ làm theo những lời dạy của ngài. Nghe vậy thì ngài Sariputta truyền đề mục về năm thể trực cho cậu bé niệm và cho cậu xuất gia sa di. Trong 7 ngày liền, cha và mẹ của cậu thiết lễ trai tăng ở trong chùa, dân cũng đến chư tỳ kheo tăng có Đức Phật cầm đầu, những thực phẩm ngon lành bá vị, rồi mới trở về nhà. Thì đến ngày thứ 8, sau khi chư tăng vào làng trì bình khất thực, thì ngài Sariputta làm xong phần sự ở chùa, rồi mới bảo vị đắp y mang bát đi theo ngài vào làng khất thực. Trên đường đi, sa di Sukha trông thấy những sự việc, nhất là cái việc dẫn nước vào mương, rồi cũng hỏi ngài Sariputta giống như sa di Pandita, và trưởng lão cũng giải đáp y như trước. Sau khi nghe rõ hết cái lý do, Sa-di Sukha mới bạch với ngài Sariputta, bạch ngài, nếu ngài nhận lấy y bát của ngài thì con xin được quay về. Thay vì bảo hãy mang y bát hộ cho ta, nhưng mà ngài không làm ý muốn, trái ý muốn của vị Sa-di Sukha, cho nên đã nhận lấy y bát. Và Sa-di Sukha đã lãnh lễ ngài Sariputta và nói với thầy rằng, bạch ngài,
Khi mà mang vật thực của con đem về, xin Ngài quan hỷ mang về những món ăn bá vị thượng hạng. Này Sư Di, ta có được vật thực đó từ đâu? Bạch Ngài, nếu Ngài không được do phước báo của Ngài, thì Ngài sẽ được do phước báo của Ngài. Sariputta mới trao về khóa cốc cho Sư Di và đi vào làng khất thực. Khi Visuka mở cửa cốc của Ngài, Sariputta vào trong đóng cửa lại, ngồi xuống, lấy đề mục quán rõ về nội thân, suy nghĩ về cái người dẫn nước, người uống tên, người làm mũi tên, tại sao những cái vật vô thức mà người ta lại làm được, còn mình là những người hữu thức, tại sao mình lại thua những cái đồ vật kia. Khi mà suy nghĩ như vậy thì khói lực của thiền quán của vị sa di này làm cho cái ngai vàng của Đức Vua Trời Đế Thích nóng lên. Vị thiên vương mới tự hỏi có chuyện gì. Khi nhìn xuống và thấy sa di số khá sau khi trao y bát lại cho thầy hòa thượng đã trở về với ý định ta sẽ thực hành sa môn pháp. Vị thiên vương tự nghĩ vậy chẳng phải đi đến nơi đó. Rồi Ngài cho triệu tứ đại thiên vương đến và phán bảo rằng chư vương hãy đi xuống khu rừng gần chùa Kỳ Viên và đuổi hết những con chim làm ồn ào để giữ sự yên lặng nơi đó. Tứ đại thiên vương vâng lệnh xuống canh giữ khắp cả khu vườn chùa. Đức Vua Trời Đế Thích lại khiến cho thần mặt trời, thần mặt trăng nhập cung của mình để mà chờ lệnh. Và hai vị thân tử cũng vâng lời Đức Vua. Rồi đích thân Đức Vua Trời Đế Thích đứng giữ cái sự dây giật cái thang cửa, rồi cả cái khu chùa trở nên yên lặng. Với sự nhất tâm xây dựng số khá phát triển thiền quán, chứng đạt được ba quả vị tu đạo Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Và trong khi đó thì Ngài Sariputta suy nghĩ, Sa di này dặn ta mang vật thực ngon lành về cho nó, nhưng mà ta phải đến nhà mới có thể có được những cái vật thực này. Rồi Ngài quán thấy một gia đình bảo hộ, một gia đình mà hộ tăng có đầy đủ tín tâm, cho nên Ngài đến nơi đó. Và quả nhiên vị thí chủ này vô cùng hoan hỷ chào mời. Bạch Ngài, chúng con thật là may mắn cho nên hôm nay được Ngài đến đây. Rồi họ thỉnh bác mời Ngài ngồi dâng cháo điểm tâm, rồi xin Ngài thuyết pháp trong khi chờ bữa cơm trưa. Ngài Sariputta thuyết pháp nhắc nhở các thí chủ và chấm dứt pháp thoại khi xác thấy rằng đã đến giờ thọ bát. Thí chủ đặt vật thực thưởng bị cho Ngài Sariputta. Khi thấy Ngài có ý muốn ra về thì họ mới bạch tỉnh rằng, bạch Ngài, xin tỉnh Ngài hãy dùng hết đi, con sẽ dâng thêm một bát nữa. Và Ngài Sariputta dùng xong, họ dâng thêm một bát nữa. Ngài quan hỷ lật đật đi nhanh về chùa vì nghĩ rằng sa di của ta chắc đói bụng rồi. Và ngày đó từ sáng sớm, bậc đạo sư đã đi trì bình khất thực về ngồi trong hương thất. Và Ngài quán thấy hôm nay sa di su kha trao y bát cho thầy hòa thượng rồi quay trở về cốc để hành sa môn pháp. Ngài thì hỏi cái việc hành đạo của sa di này có kết quả hay không. Và Ngài thấy ông ta đã đắc được tam quả. Ngài quán tiếp mà xem ta có thể đắc được tứ quả hay không. Và thấy rằng hôm nay vị sa di này sẽ đắc quả A La Hán. Và Sariputta đang hối hả mang vật thực ra về vì sợ sa di này đói bụng. Nếu như trong lúc mà vị sa di này chưa chứng đắc thánh quả A La Hán mà đem cơm về thì chắc chắn là có sự tai hại đến đạo quả của vị sa di.
Vậy thì ta nên trợ giúp cho Sa Di này mới được. Và thế là Đức Phật ngự ra khỏi hương thất, đứng canh cửa cho vị Sa Di Sukha. Khi mà ngài Sariputta đem cơm về đến nền chùa, thì Đức Phật đón lại và hỏi bốn câu hỏi thông thường. Này Sariputta, người mang cái gì về thế? Bạch ngài Phật tử, này Sariputta, Phật thực sanh ra cái gì? Bạch ngài, cảm thọ. Này Sariputta, cảm thọ sanh ra cái gì? Bạch ngài, sanh ra sắc. Này Sariputta, sắc sanh ra cái gì? Bạch ngài, sanh ra xúc. Khi mà ngài Sariputta giải đáp xong thì vị Sa Di này chứng đắc thánh quả A-la-hán. Và Đức Phật gọi Sariputta và bảo rằng: Này Sariputta, hãy đi và đem cơm cho Sa Di đi. Trưởng lão vừa bỏ cửa, vị Sa Di Sukha ra lĩnh lễ thầy Thế Độ và nghe thầy bảo hãy ăn cơm đi. Và ngay lúc đó cậu bé 7 tuổi chứng đắc thánh quả A-la-hán, biết rằng cơm của trưởng lão mang về không có lễ tâm đã ăn chủ niết bàn. Cậu vừa thọ thực vừa quán tưởng xong rồi đi rửa bát. Trong khi ấy, Tứ Đại Thiên Vương đã nghỉ sự canh phòng. Mặt trời mặt trăng thoát ra khỏi cung điện và Đức Vua Trời Đế Thích đã về thiên cung. Thôi giữ cái sự dây dập gài than cửa, mặt trời lúc đó đã xé qua khỏi chánh ngọ. Chư Tăng thấy bóng xé nhanh mới hỏi nhau rằng: Wow, bây giờ Sa Di Sukha đã đổ cơm xong, không biết do mãnh lực gì mà hôm nay buổi sáng lại dài ra, buổi xế lại chậm thế. Đức Phật đến và hỏi: Này các vị kheo, hôm nay các ngươi bàn luận chuyện gì? Mà ngày hôm nay buổi sáng có sức mạnh, còn buổi xế thì đến chậm. Vị Sa Di vừa dùng cơm xong thì mặt trời lại vượt qua khỏi chánh ngọ. Đức Phật giải thích: Này các vị kheo, lẽ dĩ nhiên là như vậy. Trong khi bậc hữu phước đang hành sa môn pháp thì hôm nay Tứ Đại Thiên Vương canh phòng khắp mọi nơi trong tịnh xá kỳ viễn. Mặt trăng mặt trời đình trú trong cung điện. Đức Vua Trời Địa Thích gìn giữ sợi dây giật than cài cửa, và Đức Thân Như Lai cũng phải trợ giúp cho. Hôm nay Di Sư Khá được nhìn thấy người đào mương dẫn nước vào ruộng, thấy thợ làm cung uống nắng cái mũi tên cho ngay, thấy thợ mộc làm xe, nhất là bên xe rồi mà chứng đắc thánh quả A-la-hán. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 145 hả? Udakan hina yan tinetika usukara nama yan tite nang da rung nama yan titak chaka atta nang dama yan tisuk bata. Người chỉ thị dân nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tử điều thân. Sa Tổ Xích Như Hoàng. Và duyên sự này, chúng ta thấy rằng 3 năm làm mượn chẳng nài công, một bữa cơm xoan mãi ước mong. Gặp Phật thắng liền tâm ái dục, nhịn ăn sơ bát nguyện viên thông. Vô quả phước xưa khiến kiếp này, Sa Di Sukha đã duyên may. Đi đường thấy vật người điều trễ, về cốc hành thiền sửa ý ngay. Đế Thích rời ngôi xuống đứng canh, ghi thiên túc trực khắp chung quanh. Phật cầm pháp chủ khoan kêu cửa,
nhật nguyệt ngừng chờ quả chót sanh. Phật thầy thiên địa thảy chung lo, hỗ trợ sa di có phước to. Độ ngộ xong rồi trời mới sẽ chia tăng phàm tục biết đâu giờ. Wow, quý vị thấy duyên sự câu phần này chứ quả ha. Hay quá trời quá đất luôn. Nên là đi làm công mà 3 năm để được một bữa cơm. Cái chuyện đó, đó là chuyện hồi xưa. Còn chuyện bây giờ thì quý vị thấy có những trường hợp như vậy hay không? Mà một vị mới có 7 tuổi, khi thấy nước từ dưới thấp chảy lên cao, dẫn thủy nhập điện mà. Từ nước đưa từ nước thấp lên cao để đi đến những cái đám ruộng khô cằn để người ta trồng trọt cày bừa. Một cái điều mà tại sao từ dưới thấp lên cao điều khiển theo ý của mình, mà mình á, tại sao cái tâm của mình là người hữu thức này, có sự suy nghĩ này, vậy thì tại sao mình không điều phục chính mình nước mà từ thấp lên cao được, mà mình từ cái bất thiện mình làm điều thiện, làm những điều tốt đẹp, tại sao mình làm được? Đó là một cái sự suy tư. Rồi một cái mũi tên đeo gót gọt, rồi nhắm tới nhắm lưỡi, rồi làm cho mũi tên nó thẳng, hơi lửa vân vân. Một cái mũi tên mà người ta làm cho nó thẳng, làm cho nó trúng, cũng là một cái điều mà bảy tuổi đầu suy nghĩ sao kỳ thế, tại sao. Rồi khi người ta đục đẽo làm cái bánh xe, làm cắm của cái xe, người ta cũng uống hơi lửa làm cho một khúc gỗ mình nó cong, rồi nó thành cho một cái bình xe, một cái bánh xe, một cái cắm xe vân vân. Cả một vấn đề tại sao. Và khi được Ngài Xá Lợi Phất giải thích, nó là vậy thôi. Muốn thành tựu một cái gì thì cũng phải chú tâm, cũng phải cố gắng, cũng phải coi như là cố cực mới tạo nên được một cái thành quả tốt đẹp như vậy. Thì lần này mấy tuổi đầu suy nghĩ đó là những vật vô thức mà làm được như vậy, mình là con người có sự suy nghĩ, có trí tuệ, có tổ tâm chứ, tại sao? Rồi giao y giao bát cho Ngài Xá Lợi Phất và về đóng cực tự tốc suy tư và điều phục lấy bất tự điều thân này. Đó là câu cuối ha, tức là mình điều phục, mình làm chủ lấy chính mình, để rồi mình không có thua cây cỏ, mình không thua cái dòng nước, mình không thua những khúc gỗ của quán kia, mà mình phải hơn nó. Và thế là khi mà chứng đắc được đạt quả thì Đức Phật Ngài nghĩ là thành tựu quả vị cuối cùng. Mà nếu mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài về đúng lúc đó không cản lại thì thánh quả cuối cùng không có chứng đắc. Và Đức Phật cũng phải ra cản Ngài Xá Lợi Phất. Rồi Đức Vua Trời Thích Tuyên Vương nhật thực nguyệt thực rồi nhá, mặt trăng mặt trời đều hỗ trợ cho sự tu tập của vị Sa Di Sukha. Quý vị thấy là tuyệt vời. Rồi còn 10 phút, hay quá câu Phật ngôn này. Quý vị nghĩ sao? Ai có ý kiến? Alo, ai có ý kiến về câu Phật ngôn này? Còn 10 phút nữa. Quý vị thấy câu Phật ngôn này hay ha?
quá hay, làm công không 3 năm để được một bữa cơm, cơm chưa tới miệng thì cái ngày ngày độc giác Phật đã tới. Và cái vị này đã chế ngự bản thân của mình, đem cái phần cơm nó dâng cho Đức Phật độc giác. Làm công 3 năm rồi chắc quốc cũng được ăn bữa cơm, mà lại quan hỷ với thiện sự cúng dường đến Đức Phật độc giác. Đó, quý vị thấy một cái điều rất là hy hữu, quý vị làm được không? Alo, quý vị có làm được cái điều này hay không? Thật là cái gì? Thần kỳ á. Đã hy hữu một chuyện nó giữ thần kỳ. Rồi, ai có ý kiến gì về câu Phật ngôn 145? À, còn 9 phút nữa bà con ơi. Được ai ý? Mời Huynh Hạnh Pháp đi. Hồi nãy Huynh Hạnh Pháp đọc về trường âm, đoạn âm phân tích này. Rất là hay. Rồi, mời Huynh Hạnh Pháp có ý kiến về câu Phật ngôn này. Alo, Huynh Hạnh Pháp ơi. Sao? Câu Phật ngôn tuyệt vời phải không? Rồi, thấy bằng tay rồi. Dạ, alo. Dạ, con kính chào sư ạ. Thì rất ạ. Dạ, câu Phật ngôn này đúng là thật ạ, cũng thần kỳ ạ, cũng rất khó nghĩ ạ. Dạ. Thì con thấy mà so sánh được hai trường hợp là một ông bá hộ đã được tài sản của cha tổ tiên cha mẹ để lại. Ông cũng có trí nhưng mà thuộc lại là tà trí. Dạ. Dùng cái vật thật đó để hưởng thụ, rồi tiêu xài. Và cái sự hưởng thụ tiêu xài, sự vô trương đó lại được mọi người khi xem như một cái sự cổ vũ cho cái tà trí của ông được tăng thêm. Còn ngược lại là một anh nông dân cũng không có tài sản nhưng là phải tự bòn móc phế phước của mình để có được một bữa cơm. Nhưng cái bữa cơm đó của anh đó lại đem toàn tâm toàn ý cúng dường cho bậc độc. Cái bữa cơm đó lại vô tình anh đã làm cho cái phần thiện tâm của ông bá hộ rồi tất cả mọi người là nhà vua đã thấy được cái những hành động của mình, sự tiêu xài của mình thật là vô ích. Dạ. Dạ, làm cho và cũng khiến cho mọi người ở xung quanh thấy được cái hành động của anh thật là một kỳ diệu. Dạ. Cũng xin tâm hoan hỷ. Dạ. Mình thấy được một việc làm của anh mà đánh thức rất đã có ý nghĩa rất to lớn ạ. Và cái phần cúng dường cho chư Phật độc giác á, con nghĩ các chư Phật hưởng là hưởng ngài từ một cái bát của một vị Phật nhỏ và có thể phân phát cho nhiều vị Phật độc giác. Các vị Phật hưởng là hưởng cái con nghĩ là có cái tâm của anh và cái tâm vô lượng của anh ạ. Và chính nhờ cái phước này mà cái phước mà cái bổn nguyện của anh so với Phật được Phật độc giác thọ ký, thì nhờ cái phước này mà anh lên thiên lên cõi trời, rồi từ cõi trời mà khi xưa hết khi xuống lại thọ sinh nơi người mẹ, thì cũng cái phước này làm cho người mẹ cảm thôi thúc người mẹ là phải làm việc thiện. Dạ. Yeah. Là bằng cách là mời chư tăng về đọc bát rồi mới là yên. Dạ. Và khiến cho gia đình được êm đềm hạnh phúc, không lại sinh gì hết. Dạ, cái phước anh lại sinh vào được một cái nhà được giàu có nữa. Dạ. Còn khi sinh ra cũng mẹ được khuyến khích được người mẹ là toàn tâm toàn ý hỗ trợ nữa. Dạ. Rồi đến lúc đi khất thực với ngài Sariputta, mà một vị sa di nhỏ mà đáng lý theo cầm y bát theo mà lại
của mình mà lại đưa lại cho thầy và được ngày sau đấy bước ta cũng chấp nhận hơn là cũng một nửa phước thiện ạ. Thường thường con thấy mình dễ nhưng mà dễ bị lắm ạ, dạ, trường hợp cũng dễ bị lại lắm, gọi là bị tội hổ ạ. Khi nhập thiện quán tưởng thì đúng cái từ cái suy nghĩ của ngài cũng khác hẳn ạ, dạ. Từ những việc làm, những quan sát, những cái hành động đời thường đó mà đã nảy sinh cái trí tuệ, là đã tự vấn bản thân là mình là những khổ khúc cây vô tri mà được uốn nắng, mình là người có tâm có sự chỉ bảo uốn nắng mà mình không làm được thì đúng không? Và nó không làm được thì đúng là lúc dở rồi, mình đã tự quan sát bản thân và điều phục tâm ý mình. Thì chính và cái phước đặc biệt của ngài đã khiến các chư thiên phải đồng lòng hỗ trợ, và đến ngay cả Đức Phật cũng phải ra tay trợ giúp bằng cách là cả ngày sáng lại Phật ạ. Dạ. Con thấy con Phật ngôn này mọi việc, mọi điều, mọi cái phước báo đều do chính chúng ta tự tạo ra. Dạ. Để thành tựu này thì những phước báo đó không ai cho chúng ta mà chúng ta tự tạo, tự làm. Bởi với một cái tâm hoặc là tâm hoan hỷ buông xả, dạ, thì sự thành tựu đó là cao quý rồi. Dạ. Còn hết biết nói gì rồi ạ. Dạ, con xin cảm ơn lời ạ. Dạ, mọi người có ý kiến thì cho con biết ạ. Dạ. À, xà thủ huynh hành pháp ha. À, hiểu biết về Phật pháp cũng có chiều sâu chứ. Một vị sa di mà giao y giao bát là cho thầy, đó là một hành động hỗn hả, vô lễ ha. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất lại hoan hỷ, đưa thì nhận, rồi còn đưa chìa khóa về mở cửa vô cốc nè, không có chạy ra ngoài. Với cái tâm từ của ngài Xá Lợi Phất, với sự tế độ tốt đẹp như vậy, và biết rằng vị sa di này đã tiếp thu những cái đề mục nhẫn thủy nhập điện, người uống mũi tên, uống cái câm xe, đó là những cái đề mục mà vị sa di này thắc mắc, và chính thắc mắc đó là cái đối tượng. Cho nên khi vị sa di này trao dâng lại y bát cho ngài Xá Lợi Phất, ngài hoan hỷ và trao chìa khóa liền. Xà thủ huynh hành pháp có một chiêu xấu ha. Thường thường thì cái chỗ này nó là hỗn, tại sao mà đệ tử mà lại giáo y bác cho thầy, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất tiếp thu và với tâm tế độ biết rằng vị sa di này có đề mục để mà thiền quán, giao chìa khóa và bảo hãy vô cốc nè, khóa trở lại, hãy suy nghiệm về cái vật hữu ý và vô ý, tức là hữu tâm và vô tâm, và chính Đức Phật hỗ trợ, Đức Vua Trẻ Tích hỗ trợ tứ đại thiên vương, Nhật Nguyệt cũng hỗ trợ luôn, thì chúng ta thấy cái phước của vị này ha. Mà khi cơm đưa vô miệng chưa có ăn là đem cúng dường, đó là một cái điều mà thấy rất là tuyệt vời. Xà thủ huynh hành pháp. Rồi, với sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Và đây là cái phẩm đanh đá quốc giá ha. Cái phẩm hình phạt chấm dứt. Và cái ngày thứ ba tới, chúng ta sẽ lấy một trong những câu Phật ngôn của phẩm hình phạt này
để chúng ta coi như triển khai ha. Rồi chúng ta có một cái buổi sinh hoạt trọng tâm về một câu Phật ngôn trong cái phẩm hình phạt, tức là chúng ta ôn lại thôi. Thì quý vị cũng có thể lấy cái câu Phật ngôn 145 này hoặc là những cái câu khác để chúng ta triển khai và đi sâu vào nội dung ha. Rồi sa tu xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin hóa lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti vô hô tu sa pa da. Do lời chân thật này kính nhân quả phước minh chư công thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Kính chúc quý vị một ngày an vui, một đêm an lạc. Xin phép được đóng room ạ.